Rồi chào tất cả các bạn nha. Bữa nay nói chung là qua bè của ông Beo, qua bên ông bà Hai nè, quay clip nó ăn. Bữa nay Missy Nương thì bển sáng không có đi chợ, không mua gì hết trơn á. Tại bà nói thằng Hùng cái chép nó đi mua đồ mà nó không đi, nó làm biến nó ngủ. Mua vậy? Bà nói mày đi mua đồ mà không chịu đi. Mày ngủ. Đi mua cái gì? Ai biết. Tao mua gỗ hết trơn rồi. Nói trời chứ bữa nay qua có dịp qua bên bà Hai đồ bạn ơi. Ăn uống đồ nè, sẵn ăn cơm. Đây Thiền Trường với Thảo hai chồng cũng đang nướng cà tím với hồi nướng cá sát nữa. Mà cá sát thì nướng ăn cơm không biết sao, với gà nướng mà ăn cơm không biết sao sao đây. Mày nấu gì mày? Tao xuống tới bè thấy ông Hai với đại ca Hồng lai gai vậy đắng kìa. Sao mình cá sát làm mấy cái? Dạ, hai ông hả? Ảnh thằng Thiên Đụng ơi trời. Trường xúc đó. Vậy sao? Xúc dữ dằn, xúc được có 6 con hả? Bữa nay hai mẹ con sư mẫu về Lê Dung ăn đám dỗ quê nội chảnh á, bởi vì ổng với ông Hai đằng kia mới giờ này nẻ rồi. Mấy tháng mưa bão này mà đâu có làm gì đâu. Bởi vì nẻ sớm. Không có giăng lưới giăng bọng rồi nước không có giăng lưới bọng gì hết á. Nên lây rai rồi sớm chứ cũng đâu có đây mưa bão rồi không có giăng lưới cũng không làm gì chứ các bạn á. Cái gì bà Hai? Cái gồm nước hả? Gồm bầu nước luôn hay chị? Rồi gồm nước bay. Còn cái gồm đâu 400 gram á. Trong bọc kìa. Cái gồm đâu ạ? Cái gồm mày của tôi. Gồm mày của tôi. Ôi cà tím này mình nướng, mình dặm, cái này ăn Thảo dặm nước tương hả? Nước tương. Wow. Đó, qua, qua con Hùng cái chép nó nói con cá rô của nó gì nè, 400 gram gì nè. Đâu? Đã. Tao thấy, ủa sao có chém nhiều đó hả mày? Ủa có gô bạn kia kìa. Đem lên nướng luôn Hùng. Đã. Mày mới nói mày khoe cái hô cái gô 400 gram nước. Nướng để bầu lại. Rồi bầu làm gì? Cái lóc. Ờ vậy kho bầu đi mày. Cá rô kho bầu đi. Sao bà Hai? Có bầu luôn kìa. Cá rô kho bầu đi bà Hai ơi. Ngon hơn. Nè ăn cơm đây, quay clip đây, ăn cơm đây chứ đâu chạy. Phải cái gô ra liền. Thường cái gô nuôi nó ngon hơn cái gô đồng. Phải cái gô tôi rồi chứ gì. Mày làm có cái rô. Trời ơi, tôi lượng cái gô là mập hơn tôi. Ê, ê, bắt con cá rô với con cá hè đó kho kho bầu được rồi. Nè, bảy vô gỗ. Hai con thôi, khỏi cần cá sát. Không có cá đồ ăn nhiều. Ờ, bắt con cái gô đó với con cá hè đó kho bầu ăn được rồi. Ủa cái he bự. Đó cái he nó bự kìa. Không dắp bàn tay luôn. Nam mô gì Phật. Ủa cái he đó mà kho bầu ăn thôi, để dĩ ăn giòn gúm. Biết ngay. Cái gô tôi đâu rồi? Đó nó nằm trong góc đó. Mấy cái bầu. Cảnh thằng ơi, con cái gô. Ủa cái gô của cô chú coi nó bự coi kìa. Cái gô của tôi. Gô này 400 gram thiệt. Bự hơn cái he nữa. 400 gram. Nó bự hơn cái he nữa đó. Nửa ký có luôn. Quá trời, con cái gô bự không nội đâu. À, mấy bầu đó kìa. Còn dưới ghe thì bà Hai bà nấu cơm. Xuống ghe bà Hai nè. Ghe chinh chiến của hai chồng ông bà xuyên tỉnh rồi dân lưới neo. Nấu cơm. Đúng không mỏi? Mỗi nấu cơm nữa nè, mỗi giỏi lắm. Xuống đây quậy bà nội hay gì? Mỗi. Có quậy không ta? Có quậy không? Nói một tiếng nghe. Nói không nói gì, nói cho chú nghe, bắt nghe nghe đây. Quậy lắm. Trời ơi, cái chả qua nấu dưới đây được. Đúng sống mì sông nước ghe cộ, không có kiểu vụ mục hay có khác không? Nó cực khổ đó anh. Chén bát nồi son chảo ông bà dắt thường ngày dắt ở đây ly bọng mình không. Phải không mỏi? Ghe này ông bà giùm nằm ngủ đó gọn hơ luôn á. Ăn uống cũng trên ghe. Mấy tháng trước á ông bà Hai thường cũng đi xuống với Vĩnh Long Cần Thơ rồi Sóc Trăng dân lưới rồi chứ. Cái máy này là cái máy chụp lưới nè. Cái bánh lăng á, cái mầm á để mình chụp lưới lên. Anh thấy coi cá không bầu hay nó nhảy hết.
Lưới này thì ông hai ông đem lên gần kia ông giá rồi. Rồi. Mấy con tôm này hai khoai xúc nữa nè. Đủ 12 con ngục á. Ủa, thằng Thiên đụng ơi. 12 con ngục ở đây toàn lại còn treo bè không? Treo không à. Ủ hơn kêu ủ gà con nữa. Nó có coi clip mày nói gì đâu cái gì? Mày nói cái gì vậy? Coi nói gì đâu à. Thôi bên tài gia chung bộ mày nhậu dữ không? Ấn thằng Liên đụng ơi, củ sủ nhậu giờ còn thở oxy rồi. Tụm gà dắt chiều nước nó ngập nó quá trời mình đi ra không có được. Mấy anh em mình ở đây lai gai thường lai gai buổi chiều. Mấy công việc nó đâu ra đó hết trơn lại sáng nè cũng kỳ. Từ lúc nào vậy nào giờ quay clip lai gai là mấy anh em mình lai gai buổi chiều không à. Mà dắt chịu thì trời mưa gặp thêm nước ngập trời rồi nó đi không có được luôn, ngập qua đầu gối luôn á. Rồi thêm trời mưa nó bởi vậy mấy gà mình cũng ít quay clip à mấy anh em mình lai gai á. Đợi hết mùa lũ này đi rồi bắt đầu mới lai gai được. Chứ dắt chiều thì khi cậu năm đồ này nọ cũng ngập mà trời mưa rồi ổng ra cũng không có được nữa. Con kia cần thủ câu cá. Tụm gà cá mắm nó ăn nó xìu à. Cá nuôi còn không ăn mà huống chi là cá mà ngoài sông mình câu. Mẹ con bèo gãy mớ thức ăn mà nó còn tấp này, cá nó không lên ăn. Chủ yếu ăn ban đêm luôn. Nó đập cái này gì vậy trời? Mày đụng vô cái dĩ phỏng chứ đâu có gì đâu. Tụm gà than lên giá lắm sao bay con trường nó nhúng nó nướng kìa. Thằng Thiên đụng tay hết rồi. Mẹ bỏ mang luôn hả? Này qua nướng lóc còn dư nè. Bỏ cái con. Chuyện qua nhà có lóc bên đây bè ông cũ bên đây. Chuyện qua ở đây mấy anh em cũng chắc tối rồi cũng có, chiều tối cũng có làm lai rai nữa. Lóc nướng á, mà lúc đó mưa với ngập á mình không ra được. Đại dữ đi. Rồi. Cái gì vậy? Chết cha, quá xanh tôm rồi. Rồi con bay hay quá. Để mày nè nướng lại cho nó. Kè lúc đó lại. Đó, đó. Đó. Hai ngày không có làm ăn được cái gì hết trơn. Có đâu. Con tôm nó nổ ra sao đem vớ lại nướng tiếp mà bạn. Quá bình thường. Trời ơi là trời. Đúng thiệt chứ. Chịu đời sao cho nổi. Gọt nghe đừng cạo nghe cứng. Bộ thằng ăn trái đủ không hai trái? Trái thôi ơi. Hai trái đi. Hả mà hai? Bầu nhiều ngon quá không? Dứt luôn hai trái luôn. Nhiều lắm á. Thôi mua hai trái bầu cho mấy con ảnh hả? Đâu? Sáng ai đi chợ? Không đi chợ. Không có chợ đi chợ á. Mua hút. Mình nhờ mua giùm đó. À vậy sao tưởng là mày mà xiên đến nổi sáng thức sớm đi chợ cho đúng là chuyện động trời thiệt chứ. Có cái da bầu không mà. Tôi có đi chợ hết trơn à. Bởi vậy tao nghe nó mới lạ đó. Nó biết để đâu mà. Chắc trên đây quá. Thấy cái da bầu này của ai? Cái gì mỏi? Có mình đó ông hai ông thường là không có giăng lưới được các bạn. Tướng nè, là rảnh đó là ông đem rồi đó. Ông giá lưới trên đó đó. Ở đây ổng với đại ca Hồng cũng thịt nhau à. Ngày nào không có giăng lưới á thì đem lưới lên á, lưới neo đó đem lên giá. Ở đây góc gọ đó mọi người giăng lưới nó gách dữ lắm gách. Bởi vì không có gách nha. Bởi vậy ở đây tối ngày nó giá không có đuối nữa. Bao giá hư làm tay mới. Chỉ có củ sủ với không có chép với mình là văn lưới là không bao giờ giá. Mua mới làm mới. Tại vì gách quá gách giá. Gách quá chịu không nổi. Ý văn mấy cái điểm mà hiền hiền đó nha còn vậy đó. Mỗi lần ủi cái là thôi cái lỗ lưới chà bá lửa. Đi lên nội lên mẹ không? Đi không? Thôi ở dưới đi. Thôi dưới đó với bà nội đi này mẹ mẹ Thảo đang bằng cá rồi. Có quậy một trăm đếm này nè. Dạ, tôi thấy nó cũng là đâu bằng thằng siêu quậy. Thằng siêu quậy nó mới nắm chùm. Sáng cầm đèn pin ra đây dục xíu lột xong. Vậy. Vậy hả? Vậy thử. Xíu cầm cái chén trời mẹ luôn rồi. Trời. Quậy dữ rồi. Nó nói vậy nè, ông nội giữ mũi giùm coi mũi quậy quá à.
Vậy luôn hả? Ồ ồ. Thứ gì chịu nổi. Tôm mấy mày nướng gì đâu? Ờ à, tôm nó luộc trước rồi phải không? Hàng gì nó không được đỏ không? Mới luộc nãy. Cái cà coi nó có khác không nha Hùng. Mấy mày để dưới than luôn. Mấy cà tím mình dầm như nước tương hay là dầm nước mắm hay cái cả mình gọt ra mình xào mỡ á, ăn cũng rất là ngon. Chân giống cho nó ca coi. Ca coi. Ca coi. Ca coi. Ca coi. Ca bài gì? Hả mọi? Ca tiếng Anh không? Ủa, trời ca tiếng Anh không hả? Cả vậy luôn hả? Cháu nội bà hai là phải cái vậy mới được chứ. Ca coi. Vậy ha. Ủa tính ra mùa nước lũ này là khá lâu rồi không có dăng lưới neo được chạy. Ông mà hai xuống đây cũng cả tháng rồi phải không? Cũng đâu có dăng lưới được mà. Nước cứ xuống hoài không dăng lưới được. Tức là nó chảy có một chiều ngoài đó đó. Ở trên thượng nguồn nó chảy về có một chiều một mà nó không có đứng lại. Bây dăng lưới không có được. Không được. Trường dăng hay lắm á. Ờ, trường văn hay bữa đó mày với trường với con beo nó quay bên kênh người Đồng Tháp thánh thằng cuốn ra lưới neo mà có 30 mét thôi mà lặn hộp thấy ớn lạnh bơi tưởng chỗ rút không rồi đó. Bữa đó con beo nó quay phim đăng bên người Đồng Tháp mà người Đồng Tháp đó trời ơi cái clip đó hai đứa nó lặn hộp mà khúc lưới neo cái ngủng đó nha văn ở phía sau nè tay lưới tắt xong rồi đem ra đó bữa hả trời ơi không chín bao luôn á. Mày lấy cái vỏ trái này lên không? Gì Thảo? Cho ông kiếm ăn, cho bác kiếm ăn cái gì? Cho kiếm ăn nha. Cho nha. Để dừng gớt xuống bè đó, mì có mì đó, dừng gớt xuống bè. Mau lắm. Bạn đang không lấy. Hai đại ca, hai đại ca nhỏ này nướng thì cũng bài bản đó ha. Không, hai không nhiều thì người ta nướng kiểu khác. Ừ. Nhiều cách nướng mà. Bữa clip mình đi cầu gắn mối các bạn. Hai anh chữ nè, 11, 12 giờ đêm nó bắt mấy gắn mối ra nướng nhậu ngoài đây nè. Thứ gì chịu nổi không? Bữa tính ra quay clip lại gai luôn, mình mưa quá trời mưa. Với mười mấy con, phút sau cầu được mười mấy con nữa. Ừ, bữa nó mưa quá trời. Hai anh chữ thiệt cái cả, sao, ha, hứng lên cỡ nào cũng làm. Nhấp cái là dính đó, phút sau á, nhấp cái là dính à. Mày mốt nhấp lấy với mụn rồi nhấp cho nó khỏe hơn khỏi quán chỉ dễ vô mồi nữa. Ừ, khỏi dễ vô mồi nó vô mồi lần một câu tới lúc nghỉ luôn cũng không hết mồi nó bắt 3-4 vé rồi nhầm người tao thấy thùng mướp á trắng trắng cắt tròn tròn xíu rồi mà tự động nó thấy trắng trắng đồng đồng cái là cắn nè cơm mà nấu cơm ra bếp ga gì bà hai à cũng đang nấu dưới hả gì nó mối cái gặp chuột lấy đâu ra mối gặp chuột này có ai hả cái gặp chuột này có ai cho bác kiếm coi hết chuột ở đây mà chuột mấy tay lưới neo ở đây mà để khoảng nửa tháng không văng thôi ngồi chừng á mấy cái bè là chuột dữ lắm nhớ có lần cũng vậy hai thầy trò nè củ sủ nè ra bộ lưới má ơi tuồn ra chuột phóng ra thánh thằng thiên đụng đang bộ lưới mà chuột trong ghe phóng ra khoảng nửa tháng mình không văng là lưới mình để dưới ghe là chuột dưới là mổ dưới á ở đây nuôi cá bè đó mấy cái thức ăn cho cá nè nó có mùi đó bởi vì mấy con chuột nó ban ra dữ lắm. Tủ lạnh thấy ngộ kỳ đời không nằm tủ lạnh người ta nằm đứng ở đây tủ lạnh nằm ngửa không hả không dở lên là phải gắt lại nó đang dùng mấy cái tủ lạnh hư mà mình mua đá mình để nó mà ướp đồ quang qua sức bẻ hả mấy cái gô trong bè này khoảng nó bị lẫn lộn lúc mà cá giống mà lúc mình mua cái hồng về mình thả bè mình nuôi gì nè má
lẫn lộn vô vài con, chỗ nuôi rồi tới lúc mà mình sức cái hồng á, chỗ cái con nào nó bự bự giống như nãy không đó. Mà cái gô nuôi thì nó ăn ngon hơn cái gô đồng, cái này mà nó thiệt nha. Cái nào nó thường cá thiên nhiên nó ăn ngon hơn cá sa cá nuôi, nhưng mà có cái là cá rô á, mấy cô chú nuôi cá nuôi á, cá rô á, riêng cá rô nha, ăn rất là ngon, ngon hơn cá đồng. Thịt nó nhiều mà bự á, thịt nó nhiều. Còn cái gô đồng mình á thì thịt nó ăn săn chắc thiệt, nhưng mà cái là xương nhiều. Mà thịt là ít xịu à. Ga mini hả bà? Ga mini hả? Lên con chuột chắc nội của bà đem lên nó quậy đây. Nãy đó cái gì chiên bà? Ca trong trọ, lộn ca chẽm với ca tài tượng. Ừ, cái chẽm cái tài tượng chiên. Chảnh á. Không có tính... gì đâu, nó bị ngợp. Ủa sao nó ngợp gì vậy hả? Thấy ngày nào cũng bắt mà. Bắt gì? Bắt cái quạt á. Quạt thôi rồi bắt gì mới chuyển sáng, chuyển quạt qua lại. Trời. Cá nuôi trên ao trên đây nè, mấy cá chẽm rồi đó. Mình nuôi trên ao á, cái là nó nếu mà mình thể xài cái quạt giống như quạt tạo oxy á, nó đảo nước tối ngày đó. Ở trên ao thì nước nó đứng nó không đâu với sông đâu. Vậy mấy con cá đó mà dặn nước nó đứng quá nó thiếu oxy là nó ngủm mà. Kêu nhà em cái vợ ngốc cho. Ủa bên này với ông bà 7 cốc cán xuất cá không? Đó thấy ghê đục đó. Nay bè với 7 cốc cán bán cá không? Mấy gà cũng tính bơi xuồng với đó, giăng lưới với bè con bảy á, lúc trước mình cũng quay mấy clip đó trúng quá trúng. Nhưng mà với đó giờ này lục bình á, nước nó chảy quá, chỗ đó giăng lưới khó quá, trời trời khó. Mùa bén không thấy không? Bén rồi, bữa nay nào là cá rô, cá he, kho bầu, thêm cà nướng chấm với nước tương, rồi thêm cá chiên nữa kìa, cá chẽm chiên rồi nữa kìa. Vậy mà ông ổng với ông qua bên Hồng hai ông ăn cơm bệnh á. Ừ, ăn cơm uống nước trắng. Ừ gì chịu nổi không? Còn hai chồng cũ cái sủ thì bây giờ đang ở trong phòng á. Kiếm thêm con chuột em nữa thì sao không biết nữa. Hả? Chà bún. Ông nghe chà bún hụt. Chắc này cho bún cũ vừa rồi. Rồi cảm ơn. Gì chịu nổi. Đi mua thuốc. Ủa, bây giờ tao nghe nói đi đám giỗ cho ông Nam xong rồi đi đâu nữa mà. Vũ đi nữa đó. Đồ cũ chở đi Vũ vô chung dẫn là dẫn em xe chạy xe đâu. Ăn mừng giống cỏ hả? Giống cỏ, giống cỏ bữa đó bắt hết không? Vậy được nhiêu ký? Lời hả? Thôi nói vậy mình hiểu rồi. Lời được 1 tấn, tấn mất 70 ký. Lời thì ông nội nghe nói giống cỏ lúc trước nó chết dữ lắm mà. Để cho ông nghĩ coi nè, bắt 500 ký giống mà nó đuôi ra tới 1 tấn mốt mấy. Cộng lọc nói mấy con chú đi nhức đầu. Ông nói trời như vậy. Bởi giờ rồi nghe. Lần trước. À đúng rồi. 500 đó là nó dư cái 500 đó là đời chứ. Ông nuôi cái giống cỏ mà lúc trước mà nó muốn cho ăn sao nó chết muốn gần hết luôn. Trời ơi, chung với ba vợ của Hùng á. Cắt lật bình độn vô khổ tốn thức ăn. Không lời chứ được. Trời ơi, càng chín bóc khói vô nội ơi, dầm những tương thêm ít mỡ hành nữa. Cầm lòng sao cho đậu. Ăn cơm chưa? Hỏi ăn luôn hả? Quốc dầu. Muốn chưa ăn là ăn luôn. Ăn sớm đi trời, mới 10 giờ mấy ăn cơm tiêu rồi trời. Sáng không có đi ăn sáng. Ừ. Nước ngập rồi là biết lên bật lên. Những gà nó ngập nó rất chịu, em muốn ít ra nó thêm trời mưa nữa. Chắc sáng sớm còn đỡ, còn trời trễ chút nó ngập. Vô. Vô. Bà Tư xin đẹp, cái tháng này bà đâu có gà bèo hả? Bà thấy mặt mũi bà đâu, mời cho bà clip nó ăn trong bào giỏng thì có bà. Bà nói cả tháng này ta không gà bèo luôn, mưa nó ngập làm biến đi bà nói. Mưa nó mưa sình bùng không lết lết ra được gần mà đây nước ngập lên láng. Nuôi cá lời
Vậy hả? Gặp gặp kêu ngồi cái chép kìa, chiều chạy bơi xuồng lên ba vợ nó, ba vợ con nghe nó bắn cá lời lắm mà không thấy lẩu dê lẩu bò gì trơn ba vợ vậy đó. Bà hai cho nó đúng chứ bà hai nó lớn hả? Hai nó đúng rồi nó lớn thì giật bà hai á. Đó, đã cái gì bay? Nổ. Trời trời giật mạnh chứ. Quá nổ vậy là chính nè. Cái đầu rồi. Gì đâu cái kính. Dạ. Ừ, giờ bà hai bắt đầu chuẩn bị kho cá nè. Thảo giờ cũng mặn cá với gọt bầu rồi xong hết rồi đó. Cha này lấy ra chắc lâu sau giữ rồi nha. Rồi cái thớt của bà hai cũng bự dữ ha. Đúng là sống dưới ghe có khác ha, không thớt. Mini, thớt mini mà. Cho ít dầu vô. Cái gì đó mồi. Nước đâu? Bỏ bánh nè. Sao mà thơm quá vậy? Thơm quá. Để mình chứt nghe một hơn rồi đó. Thơm quá. Để nước vô, để nước màu vô. Đấy, hết rồi đi. Nghe bà hai nói kêu Thảo làm cái gì khét khét dưới ghe gì đó mà không xuống dưới hả bà hai? Cái nào cơm bà nấu mà để để cá vô. Để cá vô thử. Hồi lúc trước á mình câu cá ổ á, con lâu lâu dính cái gô bự bê lớn nè, cái gô đầu nhím đầu vuông á. Mấy cô chú nào xem mấy cái clip cũ chắc biết rồi. Bây giờ cái ao đó không có đi vô câu được, giờ cái cỏ nó mọc đùm dơ mà không đi vô được. Cho nước màu vô. Ít bột ngọt. Cái đó gì hả? Đường. Hết nước dừa hả mẹ? Cái này mình có thêm trái nước dừa nữa ha. Có gì không trường hả? Ở trường bà Nương vẫn có còn dừa không? Còn nó lấy. Trường lấy nước đó sẵn lấy trái. Hai ba năm cũ đó cũng được, lấy bình nước nó sẵn lấy trái dừa luôn, xin trái dừa. Cái này có nước dừa chế vô nữa, cá bảo đảm béo ngấy luôn á. Trời ngon vậy ha. Kho cá nãy giờ nó tắt bếp đợi thằng Trường đem trái dừa về không? Đằng sư mẫu xin trái dừa đắng á. Lấy dao ra xử đẹp nó luôn Hùng ơi. Hả? Bà chặt dừa. Bà chặt dừa mà chặt cái búa luôn hả bà hai? Kêu con chặt quen tay để. Cái gì chịu nổi không? Đưa dừa chứ. Để bà hai bà ra tay nè. Mấy cái dừa dài dài này mua với ghe em thấy nước nó không nhiều. Bên bà sư mẫu với anh cũ á. Ừ, dừa của ông cô nội. Bữa đó hai đứa nó hái nó muốn hết luôn rồi người ta rồi. Cái dao thấy không? Trời ơi có dao kìa. Cái dao như cười chứ. Thấy không? Thấy dịch tới Mỹ với mỗi năm chứ kìa. Kìa có tai nạn với dịch luôn. Xa lắm mà giờ con không tới. Mỹ có con dịch lạc nó chạy vậy. Con dịch được nó chạy vô lãi mà từ hải từ tú trên kia mà gần cái xe đét mà chạy xuống tới dưới đó. Dưới con dịch kìa. Chưa quá được đó. Xa quá trời xa. Thôi chạy tới bị hận dữ quá dịch. Mày có được không đó nha. Gầm nước giờ đang chảy cuồn cuộn. Ừ, cho nước dừa vô. Nước dừa ít mình thêm đi nước lạnh đi. Dừa này trái như nước nó xịu à. Nước dừa luôn đi nè, này để đâu. Cho nó vừa luôn. Vậy đợi xíu nữa mình đầu mình để bầu vô.
rồi cái he với cái rô, cái rô khổng lồ mình nuôi kho bầu, còn gì đòi hỏi gì nữa. Cái rô mặt trời ơi, cái nó giỡn nha. Tao không mà tính không cho ông tá vậy đó. Nhanh quá. Ờ, nói rồi. Kỹ khọt. Cái gỗ này mà ngồi suốt rồi nè. Nhìn gỗ nè. Lo nói chuyện bắt thì cho bà hai bắt đầu nằm li li. Mới để bầu. Mới để bầu rồi nè. Chịu đời gì nói không? Ừ, vậy là đầy nắp lại bà hai ơi. Mới đầy nắp lại vậy nè. Vậy là chờ đợi xíu là chiến đấu được rồi. Chính cũng ngồi đây bán thịt trâu ba để bầu vô hồi nào không hay luôn. Cái chồng yêu quá nhậu nè, không giờ này bia quá trời. Ê càng đi. Cũng sủ đi. Mới lúc đầu ra cũng kêu cũ nhau lúc đầu vô. Gồng trong tiền của nay ê càng. Ê, mày chết. Để bà hai bà nêm nếm rồi vừa miệng là đem ra chiến đấu được rồi. Ui nó sôi ngột ngột nè bạn ơi, hấp dẫn quá. Ngon thiệt. Rồi ngon nhất nách luôn. Cái này có để tiêu gì không bà hai? Để chứ. Ừ, vậy là sống. Hành đâu con? Không còn hành nữa chứ. Hành để vô. Cái kéo đâu rồi đưa mẹ hết hành vô ơi. Đi xuống dưới lấy kiều tiêu dưới thảo. Đây đây. Ở đây có tiêu không? Cảm ơn. Cảm ơn. Đi xuống dưới lấy kiều tiêu mẹ. Chẻ con ra ăn cũng kính vậy không? Chẻ lấy thêm đi con ơi. Nhìn hấp dẫn quá bà hai ơi. Chắc bên này bể được cơm luôn quá. Lấy tiêu rồi lấy thêm chén đi. Cho em ra tô. Nó xanh xanh vậy là ăn nó mới ngon. Ai cũng cố gắng chứ á. Còn tôi ăn tôi dở rồi. Đây, cái con cá này lên coi. Wow. Không? Hấp dẫn quá. Cái gô không? Quá trời, cái gô siêu to khổng lồ. Cái gô lúc trước mình nhớ có con là như là 800 gram không một. Nhớ lúc trước quay bên bè cũng cũ căng thử. Rồi, xong hai tô rồi mình để xuống ngặt lắm nha, nguyên hộp. Thì quay nguyên hộp hả bà hai? Thằng hộp tôi đâm ba sòn muốn xịt. Vậy là sao? Không, không nha. Mũi ơi con đừng đi. Mũi chiên. Mũi ăn cơm không? Ngồi đàng hoàng xuống ăn cơm nè. Cá nướng. Quá trời món. Ê tôm. Cá mồi. Cá mồi. Cá mồi chắc hơn quá. Hùng Trần với thằng Hùng có chép lại ban đêm á, nhiều khi lấy hai nó hứng 11 giờ 12 giờ đi là đòi lên xe đét ăn coi thứ gì chịu nổi hai đứa này. Đau bụng đi ăn không khó ngủ hay được. Có mì gói thì tan luôn, có tiện nhiều lúc mưa luôn mà mình cũng chạy xe đi, sợ thiệt. Mưa gió không vấn đề. Đợi đâu lên xăng quần đi. Bữa đó hình như là cũng mười, tao nhớ 10 giờ mấy 11 giờ gì ngoài con Beo nó nói gì hai đứa ngủ mày ngủ nói đi ăn ngủ gì nó nói hai đứa này có vấn đề không mưa tối gì mà rồi đi mưa lâm cái gì mà hết mưa rồi đùi heo mà đùi heo gì ăn nửa tiếng không nửa tiếng đồng hồ nhìn nó chuyện à nhìn miệng nó không mà lúc trước có anh chú có quay cái clip hủ tiếu bà sẩm vẫn ngon thiệt chọc nó rẻ mà ngon cực kỳ luôn có 15.000 tô mà ăn ngon lắm kìa đi 7 giờ 8 giờ là không có ăn trước mình cũng có quay cái clip đó bà sẩm chứ từ xưa giờ tôi chưa biết hồi đó con cũng nghe lâu rồi con ra Sông Tiền tới giờ cũng 4-5 năm mà lần đầu tiên cách đây mấy tháng trước có quay clip á ăn nó ngon thiệt 8.000 tô à nghe nói chứ chưa ăn hai bát thịt đây vô ăn đi rồi ăn 4-5 dĩa nè từ từ để con mời ông già nó mời nó không có lòng tốt con này nha dạ. Nó cúng á nói với con Beo chuyên gia già dạ, về cơm đó nó mời thứ gì chịu nổi mời cái nhà ăn cơm nha tại ông ngồi quay không ăn sao mình phải mời ông già ăn cơm mày
Ngủ hồi nãy giờ ăn tôm không ta? Ăn tôm chắc hồi no khỏi ăn cơm luôn quá. Nào ăn cơm. Cơm nha. Con muỗi á. Ăn gì con? Muỗi mà. Em chém là muỗi chiên nè. Mình chém nha. Kỹ à. Cứng này gì? Sao không ấy lên đi. Ngon không? Ngon. Trời ơi, lấy cái muỗng còn nhỏ vậy đâm cái muỗng mà nó bự hơn cái miệng rồi sao ăn con? Hả mũi? Nó có ăn muỗng gì? Này, cha tự tượng quá. Cái này 3 thứ 6 lận. Cái cha, kẽm. Tự tượng. Cái tự tượng cổ sủi nuôi vẫn thấy bự không? Nè. Nuôi đạt không? Hả? Hả? À? Thấy nuôi vẫn đạt chứ, thả lan này mưa gì mà đạt. Đó. Béo. Ồ, cá. Cá chết mà còn nhảy nữa trời. Ồ, cái này nè, cà tím nè, nướng nè. Con này con gì chú kiếp? Cá rô khổng lồ kho bầu. Đúng nhìn chảy một hồi lưỡi thiệt nội ô. Cá chiên nữa nè, cá chẽm, cá tai tượng đồ chiên. Ngọt kìa. Quá hấp dẫn. Mới mặn ăn liền nó mới ngọt. Cái hè con bé này mới béo nè. Cá hổng béo chưa? Ngon quá. Trời mưa ngon nữa, mấy tháng này mưa bão ăn cơm nữa đúng ngon rồi. Ngon quá mũi ơi. Thế chứ mấy cô chú thấy thời tiết cũng biết rồi đó, nóng đực quá mình ăn cơm không ngon. Tại do mình uống nước hàng ngày đó cũng no ỉnh. Có trời mưa này nè, ăn cơm nhiều khi nóng quá nó quá nó chứ nó thật sự có nồi khô quẹt đơn giản ăn cũng ngon. Muốn chị bữa nay cũng quá trời món. Để con mình đó. Chào đẻ. Là giống như điều hồng hả? Mày cái gì cũng nói được chân không có chép. Quá à. Đây con. Con lấy gì? Bờ heo, bờ heo, cái sợi tự hào. Ừ, lấy ghế. Không tới lấy cái ghế. Không biết mà. Ừ, tao lấy ghế, tao đứng mà. Đây một kìa. Ê, mũi nhỏ phải không? Lấy mà nội lấy kìa. Cái gô gà ở lấy mà mệt nó ghê gấp. Con mũi này nhồi quá. Hay nhồi, nhồi giống như siêu quậy siêu lục địa đó. Đúng không? Kiếm nó đúng không? Đúng. Đúng luôn à. Nào vợ nó gọi ba mẹ nó cái ra ông nội bà nội nó cũng gọi bằng tên không? Kêu tên không ạ? Vậy ông nội tên gì? Mũi. Con nội tên gì? Mẹ đã bán được rồi. Rồi. Tên gì con? Nó nội tên gì? Không. Trời ơi. Trời nắng này mà vừa ăn vừa thổi. Ừ, nó hỏi vừa thổi vàng à. Sao bố cái gì vậy? Này. Bịch nào? Bịch về máy mua hả? Thử miếng gà cà nè. Tới ngày có thằng Trường hay sao nè, mời cả nhà nha. Nó béo béo đã rồi dạ. Có mỡ hành phi đó. Con cái béo béo ngon thiệt. Thôi sẵn đây thì mình cũng xin kết thúc clip ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn các bạn clip sau. Bữa nay công nhận qua anh đây ăn bữa cơm ngon thiệt. Bạn ơi lâu lâu có dịp nè. Qua tới ngày có bà Hai đồ với Trường nữa, muốn nói chung bữa nay thứ ta cao thủ nấu không à? Đám ma không đó. Đâu biết đám ma. À, chào nhà nha, hẹn cả nhà tiếp sau nha. Để tranh thủ vô mình bào mới được. Đám cưới nha. Tranh thủ mới không kịp chứ. Không kịp, cũng như ngồm cái chép nó bào hết à.